Ui, robot các bạn ơi. Đây là một em robot nhá. Đấy, này. Ui, chà, múc đất đạo. Ây. Wow, em múc được rất nhiều đất luôn. Ui, các bạn ơi, ở đây có cái gì này? Wow, 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 wow. Ui. Hello. Hey, các bạn ơi. Hôm nay cùng mình đi vào khu vườn này nha. Ha, đi chơi đi các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi. Mình lại thấy có một chiếc chậu thần kỳ này. Wow, hôm nọ mình đi vào trong vườn thấy có một cái chậu thần kỳ nha. À, hôm nay xem cái chậu thần kỳ này có cái gì không nha các bạn ơi. Y chạ. Wow, trong này có cái cây gì này. Đây là cái lá cây gì này các bạn này. Wow, các bạn ơi. Rất nhiều xe đồ chơi ở đây này. À, đây là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Wow, một em Mr. Chuck. À, một chiếc xe trộn bê tông màu vàng đấy các bạn ạ. À, mình cho vào đây nha. Wow. Ui, chiếc xe gì đây các bạn ơi? Ui, xe này xịn xó đấy nhở. Ui, em này mở cửa luôn này các bạn này. Ui, trong này có cả vô lăng nhá. Đổ ben được này. À, có cả cần số ở trong, các bạn nhìn thấy cái cần số không? Đấy. Đóng cửa vào này. Đấy. Hạ ben xuống này. Wow, một chiếc xe, xe tải đổ ben Dumper Truck. Đấy. Ok. Ai, được hai em rồi. À, các bạn ơi, nào cùng mình đi tìm đi, xem trong cái khu vườn này có còn cái gì nữa không nha. Ui, à các bạn ơi, đây là một cây ổi nhá. À, một cây ổi có cả quả ổi đấy. Mình sẽ đi tìm có quả ổi nó ăn không nhá. Ơ, à, đây là cái gì đây các bạn? Ui chà chà. Ây, cái gì nhở? Wow, các bạn ơi, mình thấy một em xe cần cẩu này. Wow, chiếc xe cần cẩu màu vàng nhá. Crane. Wow, chắc crane. À, một chiếc xe cần cẩu tự hành đấy các bạn ạ. Có cả móc cẩu này. Cần cẩu rất là dài này các bạn này. Wow, crane. Trong này có búa này. Có sẻng này. Ui, à, có cả rìu luôn. À, rất là xịn sò nhá. Rồi, đóng cái này vào này các bạn này. Đấy, cho vào đây nhá. Ok, mình nhặt được 3 em rồi các bạn ạ. Đấy, nào. Ok, let's go. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Ten, 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 ten. Xem trong khu vườn này có còn cái gì nữa không nha các bạn ơi. À, ui, ở đây có cái lùm cây các bạn ạ. Mình sẽ đi vào cái lùm cây để xem cái lùm cây này có cái gì không nha. À, à, cái lùm cây này có cái gì thế này. Ấy, wow các bạn ơi. Ê, mình thấy có một chiếc xe. Ồ, một chiếc xe tải các bạn ạ. À, một em Chinaport. Wow, một chiếc xe tải chở hàng các bạn nhé. Chinaport. Đấy, rất xịn xò luôn. Có cả cần gạt mưa này các bạn này. Đèn cũng rất đẹp này. Wow, Chinaport. Một chiếc xe tải chuyển phát nhanh các bạn nhé. Đây là cái thùng hàng của em ấy đấy. Ồ, em này có 3 hàng bánh các bạn ạ. 3 hàng bánh nhá. Đây là bình dầu này. Ui, rất là đẹp luôn. Đấy, cho đây nhá các bạn nhé. Đấy. Wow, rất nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi. Ê, bên này lại có một lùm cây nữa này các bạn này. À, xem cái lùm cây này có cái gì không nào. Này, cái lùm cây này có gì không nhỉ? Wow, có cái gì thế này các bạn này. Ui cha cha, ui cái này là cái gì đây? Ui, rất là xịn xò luôn nhé các bạn nhé. À, cái này là cái gì nhỉ? Ui, robot các bạn ơi. Đây là một em robot nhá. Đấy, này. Đây là em robot đấy. Robot biến hình. Biến hình thành cái gì đây? À, em biến hình thành xe tăng các bạn ạ. Wow, robot tăng. Đấy. Ui, một chiếc robot xe tăng nhá. Rất xịn xò luôn. Đây là nòng pháo của em này. Cùng chiêu, cùng chiêu, cùng chiêu, cùng chiêu. Rồi, biến hình thành robot nào. Ok, let's go. Pip, 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 pip. Đấy, hôm nay mình nhặt được rất nhiều luôn các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem trong khu vườn này có còn cái gì nữa không nhá. La 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 la. Ê, ở đây lại có một lùm cây nữa này các bạn này. Mình sẽ tìm cái lùm cây này xem có cái gì không nhá. Nào, lùm cây bên này hết rồi. Bên này xem nào. Ê, bên này này, có cái gì thế này. À, mình lại thấy một chiếc xe các bạn ơi. Wow, úi chà chà, lại một chiếc xe nữa nha. À, đây là một chiếc xe máy xúc. Wow, xe cứu hộ Poli. À, một em Ecavito Poli Rescue. Wow, đấy. Có thể quay được cần cẩu này các bạn này. Wow. Rồi, có thể múc đất nha. Rồi. Ây chà, múc đất đạo. Ây.
Wow, em múc được rất nhiều đất luôn. Đấy. Wow. Một em máy xúc cần cẩu poly. Rồi, xe cứu hộ luôn. À, cho vào đây nhá. Đây, mình nhặt được rất nhiều em này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em rồi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Ok, let's go. Tan 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 tan. Hết chưa nhỉ? Các bạn nhìn hộ mình nhá, xem có thấy không nhá các bạn ơi. À, ở đây lại có một lùm cây nữa này các bạn ơi. À, cái lùm cây này có cái gì không nhỉ? Xem nào. Ấy, có cái gì này các bạn ơi. Ấy, các bạn nhìn thấy gì đâu? Ui chà. Wow, các bạn ơi. Mình thấy có một chiếc xe buýt màu xanh rất là to nhá các bạn nhá. Đây là một em xe buýt đấy. À, xe buýt này rất nhiều chỗ ngồi luôn, các bạn nhìn thấy không? Rồi. Khoang lái xe này, lơ xe này, có cả vô lăng này, đấy, cần số này. Hành khách sẽ ngồi ở đây nhá, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Một em xe buýt rất là đẹp. Đấy. Ok, let's go. Come on, come on. Xem nào, xem khu vườn này còn cái gì nữa không nhá các bạn ơi. Ten 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 ten. Ui, các bạn ơi, ở đây có cái gì này? Wow, 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 wow. Ui, một chiếc xe tải đang chở một em xe ben. Có cả chiếc xe gì đây? Ui, một chiếc xe đi off-road. Wow, một chiếc xe địa hình các bạn ạ. Đây là một chiếc xe địa hình màu xanh các bạn nhé. Đấy, rất là xịn này, lốp rất là to các bạn nhé. Đấy, ok. Đấy, chà chà, một em xe ben. Có thể đổ ben được nha các bạn nhé. Đấy, ok. Đúng và chắc. Chiu chiu, toảng. Đấy, đây là một chiếc xe bán tải. Đấy, xe bán tải mở cửa luôn. Đấy. Wow, bên này mở được không nhỉ? Xe nào. Ui, bên này cũng mở được này các bạn này. Đấy. Wow, rất là xịn sò luôn. Một em xe bán tải nhá. Pick up chắc. Ok, let's go. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm nhá. Xem trong khu vườn này có còn cái gì nữa không nào. Ui, khu vườn này rất là rộng luôn các bạn ạ. Ôi, đây rồi, mình thấy có một chiếc xe các bạn ơi. Wow, 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 wow. Ồ, một em school bus. Một chiếc xe buýt trường học nha các bạn nhá. À, à, em này có cả móc kéo ở đằng sau này các bạn này. À, học sinh sẽ trèo lên xe này. Đây là cửa lên cho học sinh nhá. À, rất xịn xò luôn. Rồi, mình sẽ cho vào đây nhá. Sắp đầy một chậu đồ chơi rồi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem trong khu vườn này có còn cái gì nữa không nhá. Ok, let's go. La 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 la. Xem trong khu vườn này còn gì nữa không nhá các bạn ơi. À, hôm nọ mình tìm được một chậu đồ chơi rất là to luôn ấy các bạn ạ. Ơi, ở cái búi cỏ này có cái gì này các bạn nhìn thấy không? Này, cái gì đây nhỉ? Wow. Ui chà chà. À, một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Đây là một em xe trộn bê tông nhá. Đầu màu xanh này. Còn trộn bê tông màu vàng này. Rồi, lốp rất to luôn. Rồi, xịn xò thế nhỉ, em xe này rất xịn xò luôn. Ok, nào cùng mình đi tìm tiếp đi. Ten da ten da ten da ten. Xem trong khu vườn này có còn gì nữa không nào các bạn ơi. À, ui, trong này là búi chuối nha các bạn nha. À, mình sẽ vào trong này xem nào. À, cái gì đây nhỉ? Ui cha, một chiếc xe các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe ambulance. Một chiếc xe cứu thương đấy các bạn ạ. Một chiếc xe cứu thương màu trắng nha. À, wow, ok. Ui, ở bên kia có cái gì nữa kìa. Đây này, đi. À, mình thấy có cái gì thế này các bạn này. Wow, các bạn ơi. Ui, một chiếc xe nữa này. Ồ, đây là một chiếc xe chở dầu các bạn nhé. À, cái này đổ dầu vào đây này các bạn này. Đóng nắp lại này. À, một em super tanker. Wow, tanker chắc. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình nhặt được một chậu đồ chơi rồi. Bye bye.